Hello, mến chào ông bà cô chú bác anh chị em, chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hello, chào mọi người, chào cả nhà. Tiếp tục em tiếp ơi, tục tiếp tiếp tục tục luôn con mọi này. người. Tại vì cái clip của ổng, ổng nói là cái clip của ổng nói là của ổng một mình ổng chơi bây giờ. Ông nói Một là mình hả, ổng bây giờ ổng chơi. một mình ổng chơi nha. Đó, chơi là đừng có khóc nha, đừng có Đúng chạy qua rồi. mà kiếm. Đừng chạy qua năn nỉ à. Hồi trước thì năn nỉ Andy, rồi con chạy qua năn nỉ Thanh. Đó, bây giờ là một mình ổng chơi Đúng nha, rồi ông đã tuyên bố là đó. một mình ổng Đúng chơi rồi, đó. không. Vợ nó nữa Còn em. vợ nữa, hay vợ cái Có bên vợ. nữa. Đúng rồi. Vợ cái bên đó ha, tiếp tục á, tiếp tay với ổng để mà Đúng rồi. vu khống gia đình mình, biết không? Đó, tấn công gia đình mình. Đó, có vợ ổng là coi như hai vợ chồng ổng, Đúng rồi. biết không? Hai chồng ổng bây giờ là hả, có hai chồng ổng thôi chứ không có ai hết trơn á. Đừng có chạy, đừng có khóc mày tới nhà này tới nhà kia, biết không? Cái chuyện này chuyện của ổng thôi nha. Đúng rồi. Đó À, thì á, trước á ổng lên một cái clip á, anh quay rồi ổng nói à, nói mình hai vợ chồng mình là loạn lân đúng không, 99%. 99%. Rồi hôm nay ổng nói sao em? Hôm nay á thì ổng nói á là người người khán giả của ổng, ổng đổ thừa vào khán giả rồi. Bây giờ mấy khán giả của ổng là cũng cũng liên quan tới vụ này luôn, Đúng ổng đổ thừa vào khán giả ổng luôn. đúng Ai rồi mà vô ủng hộ ổng comment là mà lộn lưng á là liên quan đúng mấy người rồi đó đúng rồi đúng rồi nữa. đó Ổng nói xong ổng đổ thừa khán giả, thấy không, thấy đúng mày chơi rồi dơ chưa, đúng rồi quá giờ thì luôn chơi em, xong ổng nhận. đúng rồi, cũng sợ em. Sợ tại vì ổng nghe mình nói á, mình quay lại bằng chứng hết trơn đúng rồi, đúng rồi không? đúng rồi Cái ông này á, quý vị, ổng á toàn là lên địa chuyện vu khống chuyện đúng phụ rồi nữ không à. Bây giờ á nhiều kênh, cũng có nhiều kênh á dạ dỗ ổng lắm, đúng đúng rồi không? Nhiều clip hay lắm mà sao ổng đem mấy cái đó lên cho đúng ta nghe, rồi mà để bữa ổng cái nào không sao đâu, để bữa ổng cái ăn nào. cắp cái clip của mình không à, đúng không? Để bữa nào mình đem lên mấy clip kia á hay Đúng lắm rồi. cho cộng đồng mạng, khán giả của ổng đụng vô nghe nữa, phải Đúng không? rồi, đúng rồi, Chứ đúng khán rồi, giả mình bên mình lạnh. là hay rồi, thông minh Đúng lắm, rồi. biết chuyện của ổng hết trơn rồi, đúng không? Còn mấy người khán giả của ổng á mà ngồi đó á, mà lộn lưng với ổng á liên quan tới cái vụ này nữa, phải không? Vu khống. Anh nghe cái clip của ông á, anh nghe mắc cười luôn á em. Mắc cười chỗ nào biết em? Sao? Ông nói á, giống như là cái kênh của ông á, beyond cái kênh mình. Mắc cười quá trời. Ảnh biết sao không anh, ổng thấy mình nổi tiếng quá Đúng rồi, bị rồi. ai cũng lấy tên vợ chồng mình ra, đúng không? Thấy nổi Đúng rồi. tiếng quá, đúng không? Ổng dựa hơi vợ chồng mình, Đúng rồi. chứ ổng mà không lấy tên vợ chồng mình ra, ổng không lấy tên mấy hả anh chị em á youtuber đầu ra Đúng thì rồi. làm sao ổng có view, đúng Đúng rồi. không? Trời ơi, ngồi nấu ăn, đi ăn trực, đi ăn này ăn kia cũng có 200-300 view Đúng à. rồi. Có tên vợ chồng mình Đúng vô, có rồi. anh chị em youtube đầu vô, Đúng có ổng mất rồi. view thôi. Ổng sao có quyền nhiều, tại vì ổng muốn muốn subscriber một cả ngàn mà em. Ở mua subscriber Dơ lắm em, lúc đó có mấy trăm view, mấy trăm subscriber đúng mua rồi 1.000 để để mà mà kiếm kiếm tiền nha tiền, em. đúng rồi anh. Đó. Rồi với Giờ lại mấy em cái biết tiền không, nó cho con cái nó ăn á, nó xạo, dơ nó lắm. nổ lắm anh biết không, nó không có làm từ thiện mà xạo, nó lên nó làm từ thiện để cho lấy lòng ăn mày của cộng đồng mạng mạnh thường quân rồi này nọ kia, để mà ủng hộ cho ổng đó anh. Đúng rồi, cái vụ 200.000 á đúng không? Đúng 200.000 đô đúng không? Mà đúng lúc trước nghe nói á, căn nhà của ổng á mobile home đúng không? Cũng đúng hai trăm rồi mấy ngàn, vậy em nghĩ ra đi, phải nổ không em? Trời, cái nhà ở còn không có nữa, ở Mobi Home Đúng mà rồi. cái nhà Mobi Home có 200 mấy ngàn, mà Đúng bỏ ra rồi. 200 mấy ngàn đi làm Đúng từ rồi. thiện, tin Gì không quý tin vị? không? Bà xạo, bà xạo. Nếu mà anh biết không, người ta phải có cái nhà đàng hoàng, phải không, ổn định cho vợ con đàng hoàng chỗ ở rồi này nọ kia, xong rồi mới đi làm từ thiện, phải không? Cái nhà thì ở bản thân cái tài sản nguyên cái nhà mà có 200 mấy ngàn mà đi làm từ thiện 200 mấy ngàn. Bà Xạo quá, xạo. Bà nói xạo. cái gì cũng xạo á Đúng anh rồi. biết không. Mình nói á, nó nói mình á, nó vu khống á là hai anh em Lộn lưng. lộn lưng mà nó còn biết nói nữa, Đúng quá rồi. trời như con bò vậy Đúng á, rồi. con heo nữa, Đúng rồi. nó có lưng lộn hoài à. Cái này kéo gì? Con vợ nó dạy lại cho nó, con vợ nó dạy nó, Đúng rồi. đạo diễn cho nó, con vợ nó là coi như là cấu kết với nó đó anh, để vu khống tấn công gia đình, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái này mình hồi trước mình đã có làm qua một clip mình nói rồi, gia đình của nó, con cái nó á, không, nó bây giờ nó đang vu khống những cái này á ha, vu khống á những anh chị em á ha, vu khống vợ chồng mình á, là những cái này á mà bây giờ nó còn tiếp tục nữa, là coi như là nguyên gia đình nó tiếp tay cho nó, biết nó làm như vậy mà vẫn để nó lên tấn công gia đình mình, đúng không? Đúng. Tại vì trước kia là nó tấn công mấy chị em phụ nữ cho nên mình mới lên tiếng, đúng không? Đúng rồi. Kêu á nó là phải hả top, không có tấn công vu khống người ta, đúng không? Mà bây giờ nó xoay qua nó kiếm chuyện, nó tấn công tới gia đình mình nữa, đó, nó tấn công biết bao nhiêu người anh biết không? Thì á bây giờ á mình có nói clip qua rồi, nói á nếu mà trong cái chuyện này nó đi mé con nó anh, nó mé con nó thì mình cũng lên nói rồi. Bây giờ nếu mà con nó biết á ha, mà nó vẫn còn lên như vậy á, tiếp tục á tấn công á ha, vu khống á gia đình mình á hay là những anh chị em khác á,
là coi như là nguyên cái gia đình nó biết mà đồng ý cho nó tiếp tay với nó để mà tấn công gia đình người khác, vu khống người khác, chứ phải là riêng nó đâu, gia đình của nó luôn á, liên quan tới con cái rồi này nọ. Vậy thì anh muốn nói cái clip này, anh muốn nói ngày hôm nay, ngày để coi ngày 26 tháng 7 2024. Còn cái clip hôm qua mình nghe cái clip của ổng là trước một ngày, là ngày 25 tháng 7 2024. Đó, cái clip của ổng nói á, là ba xào biết không. Cái vụ mà hai vợ chồng mình lẫn lưng đó em. Nó lẫn lưng hai chồng mình lẫn lưng á. Xong rồi đem đi nhỏ ra. Anh biết không, nó tấn công, nó cố tình nó tấn công vô á con nít. Tại vì á, nếu mà nó nói lộn lưng là nó phải đưa bằng chứng lên. Đúng rồi. Cho cộng đồng mạng coi, rồi nó mới nói. Mà nó không có bằng chứng lên là tất nhiên là nó cố tình tấn công vô trẻ em. Em đã nói rồi. Mà nó vẫn tiếp tục. Mà bây giờ lúc trước á, ổng nói hai vợ chồng mình lộn lưng. Ổng nói 99% hai vợ chồng mình lộn lưng. Giờ hôm nay á, ổng nói khác nữa. Ổng nói khán giả. Ổng đổi thừa qua khán giả. Đúng. Đó, là tại vì những khán giả những cái, vậy là tất nhiên là những cái khán giả của ổng là mình cũng phải quay lại hết những cái comment của khán giả của nó. Đúng rồi. Không, ghi lận lưng á, phải ghi là hết. Đúng và rồi. Mình sẽ quay lại luôn những cái mà cái đường link của cái mail đó đó anh. Cái nick đó mình phải quay luôn để đúng cho rồi. Biết là đó, liên quan tới ổng. Đúng rồi. Bà anh biết không? Cái ông này á ha, nó ngồi á, nó nói chuyện á. Nó không có biết nói gì hết trơn á. Nếu mà đúng nói rồi. Á mà để mà làm coi như là cái người mà để mà biết mà làm trình độ á, đủ trình độ nói chuyện có á đủ, không có đủ level đúng rồi đủ level á ngồi phải nói chuyện như vợ chồng mình rồi đó đúng không rồi, đúng mình rồi. Nói chuyện đúng không để cho khán giả mình nghe. Trời ơi, nó toàn đi ăn cắp clip của hết vợ chồng mình rồi tới ăn cắp clip của chị Kha Linh rồi ăn cắp clip của Thanh Nì, rồi người này người kia ha, hai đứa cũng ăn cắp clip đúng rồi, ngồi, đi ngồi nó ngồi nó ngồi đó cái nó ngồi biết đâu nó đem về nó kiếm tiền đúng rồi nó về kiếm tiền nó nuôi á, cái gia đình của nó đó. Tại vì sao tại vì á em á nghĩ á nó hay nói cái mà lọn lưng này nọ kia phải không đó lọn lưng chắc á là cái này á ha gia đình của nó đó anh biết không chắc cái gia đình của nó á cũng á là như là lọn lưng á cho nên nó mới là si bụng ta da bụng mình phải không mà tại vì nó nói mà nó không có bằng chứng mà nó tiếp nói hoài à thì cái này là cái tuổi này á là cái tuổi coi như là ăn tạp á anh đụng đâu nó cũng sực phải không nó mới là si bụng ta da bụng mình nó nói như vậy. Trời ơi nó lấy clip của những anh chị em ra để kiếm từng đồng như vậy luôn á. Quá dơ luôn quá dơ luôn vậy mà nói là hả nó bị a cho mình trời cơ nó phải mua sụp nữa bây đúng giờ rồi. Thấy anh chị em mình nổi tiếng nó lấy lên hết làm kiếm tiền rồi hôm qua ông nói mình công chiếu ông nói mình được có ba người xem ba người xem là ba đứa con ổng xem đó em đúng rồi ba đứa con không vô xem phải không đúng rồi anh biết không cái giờ á ba đứa con nó bây giờ ngồi vô xem hoài đứng đi quắc hết được luôn rồi. Anh cũng muốn trông mong mấy con cái ổng ngày nào cũng vô cái kênh mình xem hoài biết không đúng rồi nó xem hoài luôn chứ anh đúng rồi dĩ nhiên rồi trời ơi nó xem hoài chứ ha bây giờ á quắc á thì con vợ nó hết bắt được rồi hết kiếm tiền được rồi đúng cho nên rồi. Thằng cha nó phải đi ăn chợt đi ăn chợt phải đi ăn cắp clip nữa ở ngoài thì đang chợt lên YouTube thì ăn cắp clip hết người này tới người kia đúng không trời cái vụ mà ăn chợt vào nghe nói con Hằng nó nói hồi trước tụi nó đi ăn ăn xong nghe nói gì Hằng nói gì cái gì 4 tiếng gì á ổng phải đợi 3-4 tiếng coi như ổng ngồi ăn chợt á mà ổng hẹn những Hằng ra anh biết không sao sợ ổng nó hẹn Hằng ra hẹn Hằng ra mời Hằng đi ăn rồi nọ kia rồi Hằng ra mà nó có cái kế hoạch nó tính sẵn rồi nó ăn chụp rồi anh thấy không rồi. Nó phải ngồi nó đợi tới 3-4 tiếng luôn nó ngồi đợi Hằng tới 3-4 tiếng luôn em nghe vậy á trời ơi, đợi 3-4 tiếng luôn mời người ta đi ăn mà còn phải ngồi đợi nữa nha đợi 3-4 tiếng luôn đó đợi mà phải gì tại vì muốn ăn chụp mà anh về nhà đâu có gì ăn đâu phải ngồi đúng đợi 3-4 tiếng rồi ăn chụp xong em biết không ngồi ăn chụp xong cái ngồi á trời ơi hai chồng nó ngồi nhìn qua nhìn lại hoài con vợ quê quá không biết sao ngồi hoài ngồi đồng hoài luôn ăn xong rồi mà không chịu trả tiền quý vị đúng rồi ngồi đồng hoài không chịu trả tiền
Cái con vợ nó mắc cỡ quá, con vợ nó trốn vô toilet. Cái con ăn trực đó anh, nó đi đâu ăn trực nó không chở theo cái con. Chồng ăn trực, trời ơi trời, chạy toilet luôn trời. Chạy toilet luôn anh, chạy toilet trốn luôn, trốn lâu lắm không ra. Chạy toilet cái ổng ngồi hửi chổng. Nguyên gia đình á, vậy không á. Không dám ra, anh mắc cười. Trời ơi. Trời ơi, ăn trực. Ăn trực xong rồi về Việt Nam cũng ăn trực nữa. Hồi trước em còn nghe nói gì nữa nè anh. Nó nói trời ai đụng tới vợ tao, ai mà đụng tới hả gia đình tao là tao làm tới luôn. Đó, nó hả sẽ là đi thưa, đi kiếm luật sư rồi thưa kiện rồi vợ chồng mình. Ha, kêu cảnh sát đồ á. Bây giờ sao rồi quý vị? Ai cũng khán giả của nó anh biết không? Mấy cái người mà ngồi mà ai vua theo nó đó. Đúng rồi. Có vài người thôi, còn nước giả cũng le le với gì vậy không à. Còn nguyên nguyên tụi nó nước giả cho không rồi. Chứ chỉ ai mấy người thôi. Mấy đứa mày giờ đang rảnh đấy không? Đúng rồi. Nó tạo nước giả cho nó ủng hộ chúng ai hết. Đúng rồi, không có ai hết. Đúng nó rồi. Mà tạo nước giả luôn mấy anh chị em mình nữa mà. Mấy khán giả rồi nó cũng tạo nước giả nữa. Tạo nước giả của chị Kha Linh rồi á, của Sao Mai rồi, vợ chồng em rồi gắn hình rồi luôn hết trơn, nó comment, nó đi châm dầu vào lửa phải không? Chỉ có mấy người khán giả ở trên cộng đồng mạng á, nhiều khi tao không biết, người ta tưởng là cái nick đó là của Hùng Phan hay là của chị Kha Linh hay của Sao Mai thôi chứ. Nếu mà mấy anh chị em mình làm YouTube nhau á, mình biết hết trơn à, đúng không giật dây được đâu, đúng không? Chỉ có khán giả không biết cái hiểu lầm thôi, thì sẵn đây em cũng nói cho khán giả được người ta nghe luôn. Nó toàn là nó tạo nick giả ha, nó gắn hình người này người kia của mấy anh chị em hay là những khán giả rồi nó đi vòng nó châm dầu vào lửa thôi chứ không có ai mà rảnh như tụi nó hết trơn á mà đi comment để mà đi chửi người này người kia á, chỉ có tụi nó thôi à. Đúng rồi. Nguyên cái đám của thằng ba gà ăn trực á, tụi nó anh em tụi nó đó quý vị. Ha, trời ơi, nó ăn trực cái xuyên quốc gia luôn, đi về tới Việt Nam cũng còn ăn trực nữa, ăn trực cái em gái miền Tây. Ha, em gái miền Tây nó kêu á, em gái ôi nhận người ta làm kết nghĩa anh em anh những làm kết nghĩa anh em rồi á, nó nói nó làm từ thiện đồ ha, nó kêu á em gái miền Tây đó giống như là đại nó ăn đi, cứ mua đồ trả tiền hết trước đi rồi nửa nó tính lại, nửa nó về nó thanh toán nó trả lại. Trời ơi, rồi kêu em gái hả mua mấy con gà nướng làm gà nướng đồ ha, mua mấy con gà nướng làm gà nướng rồi đó đem lại đãi nó ăn, hả ăn như heo vậy, ăn như heo, ăn như lợn vậy quý vị. Rồi ăn xong cái cuối cùng á, ăn uống xong cho đã rồi quất đít phủi đít đi, tiền không trả. Để cho em gái đó hả anh biết á, người ta tưởng á là hả ơi anh em mà đúng không, anh em về thì người ta cũng nói gì cho nên á người ta cũng mua, người ta đãi mời nó ăn rồi nọ, ăn ở đó luôn, ở nhà đó luôn ha. Rồi á có của không trả tiền, người ta cũng á, em gái miền Tây đó anh, người ta cũng khó khăn, cuộc sống của người ta dưới quê mà đâu có mà phải mà người ta giàu có gì đâu ha, mà cũng phải bấm bụng nghe anh nuôi rồi nọ về cũng là làm á, đãi ăn rồi nọ kia rồi nửa trả tiền lại thì người ta đi mượn nợ đó anh, người ta đi mượn nợ, người ta đãi nó ăn, ăn xong cho đã rồi bây giờ nó đi, nó quất ngựa chi phong nó trốn luôn ha, ăn trực trốn luôn. Trốn luôn rồi xong cái bây giờ á, em gái đó phải hả ôm một cái nợ ha, ôm nợ phải mượn nợ mà, đi mượn tiền mà để mà đãi mượn để mà làm đồ ăn cho nó ăn, rồi bây giờ phải ôm nợ nữa. Mà công nhận á ha, vậy á mà lên á nói á là nó làm từ thiện, không có ai mà đi làm từ thiện mà đi ăn giật đi ăn trực vậy hết trơn á. Chạy xe không, chạy xe thì chạy xe chân ngon ha, chạy xe chân ngon rồi cái ra cái mã vậy thôi anh, chạy cái xe cái mã như vậy thôi, ra cái mã thì ngon ngon, ta đây sọp lắm biết không, ngon lắm mà toàn đi ăn trực không, toàn đi ăn trực đi ăn ké không, mà thậm chí mà đồ ăn của chó nó còn ăn nữa mà. Đúng rồi. Em gái của nó lại nhà đó, em gái nó nói lại nhà nó, em gái nó còn nói ha, cái đồ ăn này là đồ ăn đi không ăn nó cũng đổ cho chó ăn à, vậy mà nó ngồi nó ăn ngon lành luôn á. Còn cái vụ mà ổng nói thì cái gì tẩy chay ổng, chung tay tẩy chay ổng, đúng rồi, tẩy chay ổng, tẩy chay ổng mà còn phải trời ơi. Nếu mà anh biết không, cái thể loại như ổng á, ổng á cộng đồng mạng này á mà tẩy chay ổng á là coi như là mình lăn làm phước đó mọi người. Đúng rồi, tại vì ổng lên đây ổng toàn là ổng vu khống, đúng ổng rồi, tấn công ổng chửi mấy phụ nữ, đúng rồi, mà bây giờ ổng tấn công luôn á mấy cái hả trẻ em nữa, trẻ em nữa. Ổng tấn công luôn trẻ em nữa, rồi ổng lấy hình ảnh của mấy đứa trẻ em con của hả người ta ổng để lên ha, rồi ổng tấn công hả tới mấy trẻ em hả, ổng vu khống này lộn luân rồi này nọ kia, tấn công ấy luôn á mấy đứa nít. Bởi vậy á cộng đồng mạng á ha, những ông bà cô chú bác nè, anh chị em nè, những người mà có cái tâm từ thiện nè, những cái trái tim nhân ái nè ha, sống á là con người có đạo đức nên cho nên á người ta thấy những cái đó là sai đó, làm những cái chuyện, nói những cái chuyện mà không bao giờ đưa bằng chứng lên được hết trơn, nói xong mà xin lỗi
rồi vu khống xong rồi xin lỗi, phải không? Để kiếm tiền như vậy á, mấy cái kênh đó là không có mà giá trị ở trên cộng đồng mạng, cho nên phải tẩy chay sớm để làm sạch cộng đồng mạng, biết không? Báo cáo cho nó đi luôn. Đúng rồi, cho nó đi luôn. Cho đi luôn, tiện nó về vườn làm phân bón đi, bón cây á. Chứ cái miệng của nó, gia đình của nó thúi lắm, con vợ nó cũng vậy nữa. Mà ổng đang sợ em, tại vì nghe nói tẩy chay, ổng sợ cái kênh của ổng bị tẩy chay xong rồi ổng nói ổng sẽ mở một cái kênh mới. Bao nhiêu kênh cũng vậy thôi à? Kênh mới có ai xem không? Không có. Ổng bao nhiêu kênh cũng vậy thôi, lên bao nhiêu người ta tẩy chay bao nhiêu thôi à. Giờ có ổng bao nhiêu cũng vậy. Kênh mới á, phải làm không ai xem hết á. Cộng đồng mạng á, biết không? Những ông bà cô chú bác anh chị em á, những người ta á, biết không, rất là thông minh, sáng suốt. Thấy á phân rõ trắng đen, biết đúng biết sai á, ha, là người ta ai cũng chung tay nhau tiễn ông này về vườn làm phân bón bón cây hết trơn luôn. Đúng anh rồi. Đó, cái đó là mình đang làm phước á, không đó. Rồi thì hôm nay vợ chồng em chia sẻ bà cô bác tới đây trước nha. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo sau. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Bye bye. Tiếp tục ba gà.